Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, sắc uẩn cho đến thức uẩn, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy thì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các pháp như vậy đều là không thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thì các đại Bồ Tát làm sao để hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu? Phật dạy thiện hiện, ý ông thế nào? Ông thấy có pháp nào để hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy thiện hiện, ý ông thế nào? Ông thấy bát nhã ba la mật đa thâm sâu là hành xứ của đại Bồ Tát phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy thiện hiện, ý ông thế nào? Pháp mà ông không thấy là pháp có thể đắc không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy thiện hiện, ý ông thế nào? Pháp không thể đắc là có sanh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy thiện hiện, thật tánh của các pháp mà ông thấy là vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát thành tựu vô sanh pháp nhẫn ấy, thì được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.